Xe mẫu mã này mày thắng được anh à? Em thì có tướng sĩ tử, làm thêm giờ như thế này vui quá sếp ạ. Hơn 20 mã rồi đấy nhá. Mày định lấy hết cả tiền tắm trắng của chúng nó nè. Kệ sếp chứ, ai bảo sếp chơi kém. Thôi, hay là bây giờ sếp ký sổ quyết thắng số nợ cho em đi. Chỉ bằng một tháng lương của sếp thôi mà. Không, không, không. Cốc, cốc, cốc. Của khách kia thằng này, đi ra mở cửa cho khách nhanh lên. Tôi vặn dẹp phòng ốc đi, để bừa bộn thế này à hả? Còn tiền của em? Tiền nào? Nhìn cái mặt là biết suốt ngày tiền. Cốc, cốc. Giờ làm việc mà không ra làm việc, tao lại trừ lương thứ hai bây giờ. Đi. Ơ, vâng. Bất công, chơi chua ở bụng. Cốc, cốc. Anh là ai à? Anh thấy có việc gì à? Nhìn cái mặt này tiền rồi. Em có biết chơi đá bụng này à? Tôi thấy hợp đến đâu. À, chào anh. Anh là giám đốc đây. Vâng. Thằng kia, đi vào nước lấy ghế cho anh ấy ngồi. Đứng đứng từ đấy à? Hả? Đúng rồi. Thấy trai đẹp mắt sáng quắc lên như cái đèn pha. Giả trẻ không cảm trai gái chặt thương. À đây anh. Còn ở bàn xóm á. À mà đến đây có việc gì nhỉ? Em là biên đạo, hôm qua con nói chuyện với anh để tới xin việc đó. Em tự giới thiệu luôn. Em là Anthony D, mà giang hồ thường gọi là Audi. Biên đạo á? Thảo nào, đẹp trai mà lại có tai. Không như cái thằng kia, ăn hại. Suốt ngày chỉ cơ bạc rượu chè chứ. Thôi bình tĩnh anh, thôi bình tĩnh. Thôi được rồi. Trước khi để cho cuộc họp của chúng ta bắt đầu, anh cũng xin được nhường lời cho người đẹp trai nhất ở đây là anh. Anh là CEO của công ty nhảy xoáy múa xoay Thành Lương. Anh trẻ thế này mà CEO cả công ty to thế này á? Chính là này đâu, đó chính là Chief Entertainment Officer Thành Nhật Bất Lương á. Vừa bất lương vừa háo sắc. Anh mời chú đến đây là để chú biên đạo cho anh một cái show diễn tạp kỹ ở London. Tên gọi London by Evening. London by Evening. Chú phải làm sao cho nó thật hoành tráng, thật xuất chúng, xuất chúng. Để cho người Tây, người ta, người Nga, người Mỹ, người Tunisia, người Thổ Nhĩ Kỳ, ai ai cũng phải nhắc đến chú. Như mấy hôm hay viết sách Bradley Drink Drink á. Anh chém gió dữ quá. Nhưng mà muốn làm được chương trình to như thế là anh phải có lực lượng PR rất là mạnh. Có. Chú cứ yên tâm. Tiền thì anh không thiếu. Chỉ có điều là các chú phải quá. Anh đây là cao thủ trong lĩnh vực giật tít chém gió với một loạt các bài báo nóng hổi. Chú cứ nhìn ngoài kia thì biết có mấy đứa ở đội cầm xẻng đào mương 14 năm nay mà vẫn phải đến đây học nghề anh. Thế mà không thằng nào giật được một cái tít ra làm anh là phải tự giật bài ngày hôm qua. Giới trẻ Hà Thành chớp khi Nam Vương tiến đội mặc quần dài ra đường. Hóa ra là cái bài đấy là anh viết rồi. Em cứ tưởng tay nào chết thơ. Đúng là tư tưởng lớn lắm nha. Thế chú đã có ý kiến gì cho người ăn tạp của chúng ta chưa? Ý kiến của em là Hàn Quốc anh ạ. Vì giới trẻ chúng ta đang bị ảnh hưởng rất nhiều văn hóa Hàn Quốc. Nói đâu xa, phim cũng Hàn Quốc, nhạc cũng Hàn Quốc, ẩm thực Hàn Quốc, thời trang Hàn Quốc, đến cả underwear cũng Hàn Quốc. Em cũng có cái. Nói đâu xa, như hôm nọ con anh đi trong Suzu mà phải đi nghĩa vụ quân sự ấy, các em khóc quá trời, nước dần ngập cả Bangkok. Mà hồi xưa thì có anh thì nhà anh buôn pin này, anh bung dây chun này, rồi anh xem song sóc này. Các anh đi nghĩa vụ là các em khóc quá trời luôn. Nên thôi nói ngắn gọn là mình cứ Hàn Quốc hóa cái show một tí. Thôi được rồi, thế nhưng mà chú có hàng mẫu để anh kiểm tra thử. Yeah. Công ty anh á, phải gầm cao, dáng thể thao, phải đoan trang hiền thục, mỹ tâm siêu black nhá. Dạ vâng, em có chuẩn bị một tiết mục. Em mời hai
thử nha. Ok.